Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web XeDapHaiPhong.com. Hôm nay cửa hàng xe đạp Hải Phòng mới về trước xe đạp hiệu Sáp. Đây là một cái hiệu xe đạp của Thụy Điển và một cái kiểu dáng rất là độc lạ. Thì trong cái video này tôi sẽ làm một cái video ngắn review đánh giá về cái cấu tạo và kiểu dáng của chiếc xe đạp Sáp mà rất là độc đáo này. Bây giờ mình sẽ tiến hành là đổi camera để mà các quý khách các bạn có thể trải nghiệm chiếc xe. Vâng, và đây là trong khung hình, đây là chúng ta đang nhìn thấy chiếc xe đạp Sáp hiệu Thụy Điển. Thì cái kiểu dáng của cái xe đạp này là rất là độc lạ, các bạn có thể thấy rất là độc. Thật ra thì độc lạ với các cái xe thể thao bình thường thôi, còn đâu cái kiểu dáng này thì làm chúng ta liên tưởng tới cái xe thống nhất thời xưa, thống nhất lữ thời xưa, hoặc là cái xe Bozo lữ thời xưa mà thời bao cấp hay các cụ hay sử dụng. Thì đây là cái kiểu dáng rất giống với xe Bozo hoặc là xe thống nhất lữ thời xưa. Nhưng mà đây thì cái xe Bozo thời xưa hay là xe thống nhất ấy, thì nó là khung sắt, còn chiếc xe này là khung nhôm 100%, toàn bộ là khung nhôm và mang thương hiệu là Sáp, đến từ đất nước Thụy Điển. Như các bạn có thể thấy ở trên khung là có logo của nước rồi là logo của hãng xe. Thì đây là thương hiệu Sáp, Born from Z, sinh ra từ Z. Nước sơn thì còn khá là đẹp, màu bạc, hơi chóc sơn một chút ở chỗ này. Thì cái kiểu dáng này thì rất là hoài cổ, vintage và rất là phù hợp cho các cái bác mà cao tuổi đạp thong dong, đạp lượn thảnh thơi mùa hè tới cà phê gì đó. Dáng rất là giống Bozo lữ và thống nhất, nhưng mà lại là khung nhôm nên là cho trọng lượng xe rất là nhẹ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đo size của chiếc xe. Thì cái size của chiếc xe nó sẽ tính từ tâm của trục đạp này cho đến khóa yên. Thì như các bạn có thể nhìn thấy là cái size của chiếc xe là size 42 cm. Size 42 cm này thì chiếc xe này sẽ phù hợp với cho những người mà có chiều cao trung bình, từ khoảng 1m60 cho đến 1m72-75, khoảng như thế. Nếu cao hơn thì đạp hơi bé, thấp hơn thì cũng có thể đạp được nhưng mà hơi với. Thì 1m60 cho 1m72-75 gì đó là hợp lý. Và xe này thì dòng là thuộc dòng xe touring chứ không phải là xe đua thể thao hoàn toàn. Thế nên là xe sẽ được trang bị một cái bộ chuyển động rất là cơ bản, đó là líp 6 tầng đằng sau. Đằng sau có một líp 6 tầng, đi kèm với đó là bộ chuyển động Shimano Tour của Nhật Bản. Bộ chuyển động này thì quá là quen thuộc so với các cái dòng xe Nhật bãi rồi. Thì các bạn có thể thấy là rất là quen thuộc. Đây là một bộ chuyển động rất là tốt trong tầm giá và chất lượng rất là ổn định, và được những cái nhà mà chế tạo xe nhà đạp Nhật Bản mà thường sử dụng cho dòng xe trung cấp của họ. Và đằng trước ấy thì chúng ta có một cái bộ đùi đĩa một tầng. Như vậy là cho xe có tổng là 6 tốc độ khác nhau, thay đổi hoàn toàn theo ý muốn của chúng ta. Xe được trang bị vành 2 lớp, lốp 700 nhân với lại 700 nhân với 28 C. Quả lốp là 700 nhân 28. Như bạn có thể thấy ở thông số đang ghi ở trên lốp. Xe có đi kèm một cái chắn bùn, đũa là inox, vành nhôm 2 lớp, lốp 700 nhân 28 C. Mayer là mayer nhôm. Mayer nhôm. Có chắn bùn giúp cho người đi không bị bắn ở khi trời mưa. Đằng sau xe thì trang bị một cái phanh càng cua 3 mảnh, đúng kiểu xe đời cổ, rất hoài cổ. Dáng của chiếc xe rất là hoài cổ và thích hợp cho các quý khách đi trải nghiệm, đi thong dong, đi cà phê, đi dạo. ở những cái lúc mà thảnh thơi sau giờ làm việc. Đằng trước chúng ta cũng có một chắn bùn, một hàm phanh 3 mảnh và một cặp bánh đồng bộ. Đằng trước cũng là mayer nhôm, đũa inox và vành nhôm 2 lớp, lốp 700 x 28C. Và một điểm đặc biệt của cái dòng Sáp này là ngoài không chỉ là ngoài cái dáng mà rất là cổ điển, thì chiếc xe còn có trang bị một cái tay cong rất là hờ cầm, rất là thoải mái, với cái cánh cung rất là thoải mái với khi mà chúng ta cầm. Về cơ bản thì chiếc xe này còn khá là đẹp, sơn thì còn rất là mới, khoảng 80-90%, chỉ xước một chút ít ở càng thôi. Hiệu là hiệu Sáp, đến từ đất nước Thụy Điển. Giá của chiếc xe này là 4.500.000. Và quý vị nếu quan tâm đến chiếc xe này và muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số Zalo 0975 709 943. Sẽ có ở phần thông tin bên dưới video này. Và quý vị hãy nhắn Zalo cho chúng tôi để biết được cái quà tặng đi kèm khi mua xe và chế độ bảo hành. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều xe đạp khác. Quý vị hãy ấn đăng ký kênh và kết bạn với link xe đạp Hải Phòng ở trên Facebook, và ấn đăng ký kênh, ấn chế độ xem trước ở YouTube để mà cập nhật những cái video mới nhất khi mà có những cái xe mới về ở cửa hàng chúng tôi. Và đến bây giờ thì mình đã gần như là hoàn thành xong một cái video đánh giá về cái chiếc xe đạp Sáp hiệu Thụy Điển mà dáng rất là cổ điển, giống với xe đạp Bozo lữ thời xưa, nhưng mà lại là khung nhôm rất là nhẹ, và giá là 4.5 triệu. Quý vị nào có quan tâm đến chiếc xe thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số Zalo 0975 709 943 để biết được quà tặng và chế độ bảo hành đi kèm khi quý vị mua xe tại shop. Và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt.